Trước khi vào bài các bác nhá, em có một cái con trụ gỗ găng bầu này, các bác nhìn thấy không? Từ gốc lên đến thân như này, nó có một cái ngọn như thế này này. Đây này. Đấy, bác nào mà thích để treo lan nhá thì nó có cái chiều cao rất là, gọi là rất là thích luôn đấy ạ. Để treo lan này, cũng như là để treo lồng chim các thứ. Đây kìa, kìa, kìa. Anh treo luôn cho em cái giỏ lan kia vào đây. Đây, để em treo luôn giỏ lan này vào đây cho các bác ngắm thử nhá. Nếu mà mình thích thì con này thì gửi tin nhắn cho em, báo giá. Đây là quay luôn ngẫu hứng thôi các bác ạ. Đấy, treo luôn con này ra đây đi. Là nhìn được luôn là nó có đẹp hay không nhá. Nói chung là quả trụ này là gỗ găng bầu này, rất là gỗ tốt này, mà nó là có một cái chiều cao hợp lý và nó có một cái cành rất tự nhiên nhá. Nên bác nào mà mua cái này thì hầu như là chỉ có gửi xe khách được thôi nhá. Anh từ từ anh kéo ra đã không? À, anh treo lên đi, anh treo lên trước, anh gập nó vào anh ơi. Rồi, anh kéo nó ra ngoài hộ em tí. Kéo cái trụ đi. Kéo cái chân đi, là nó ra mà. Không không, anh kéo hẳn ra ngoài, ngoài này ấy, kéo hẳn ra ngoài này ấy. Đấy, bác nào mà thích con này thì đấy, kéo hẳn ra ngoài cho ngắm luôn. Rồi, ok, thôi thôi. Thế thôi, đây. Đấy, treo lan các thứ rất là đẹp nha nhà mình nhá. Nhà mình thích mẫu này thì gửi ảnh cho em báo giá cho. Gỗ găng bầu hẳn hoi nhá. Hôm nay em sẽ lên cái hàng treo tay treo bát trước cho các bác này, sau rồi là sẽ là hàng phôi bộ combo, rồi là hàng phôi to các bác nhá, để các bác dựng trụ đấy ạ. Thì khi mà nhà mình mua hàng, nhà mình đặt hàng thì nhà mình liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0983 185 998. Đấy là số điện thoại Zalo của em nhá. Nhà mình có thể vào Zalo để liên hệ thêm những cái mẫu mà nhà mình thích. Bởi vì là lên trong một cái video nhà em không lên được hết hàng đâu. Thế nên là các bác cứ vào Zalo để xem mình có phù hợp thêm cái mã hàng nào không nhá. Xong em sẽ tư vấn cho cả nhà mình kỹ hơn. Bởi vì là có những cái mặt hàng trụ nó sẽ cần phải tư vấn nó kỹ lưỡng hơn một chút nhá. Bây giờ em sẽ lên một con treo hàng gỗ găng bầu đấy ạ. Con treo này hàng gỗ găng bầu và giá bán là 460.000 con này này. Mã số 59 ạ. Mã số 59 nha cả nhà ơi. Đấy, em quay xa thì cả nhà mình cùng nhìn này. Em để cái máy rất là gần luôn để tiến vào gần máy các thứ để cho các bác xem nhá. Cái này là gỗ găng bầu ạ. Cái tay treo này là gỗ găng bầu nhá. Các bác treo kiểu nào cũng được, nó là cái dáng dài nó như này này. Đấy thì em sẽ hỗ trợ làm móc cho cả nhà mình nhá. Nếu mà nhà mình có nhu cầu làm móc. Em lên tiếp một cái con, anh lên luôn bên đấy, lên cho em hàng treo bên đấy luôn, xong hãng vào bụng. Em sẽ lên liên tục vài con treo đã nhá. Con nào cũng được anh. Mã số 60 giá bán là 370. Đấy, lên hai con nhỏ đấy, xong lại lên cả hàng to nữa. Chọn cho em mấy con gỗ sậm hàng to ấy. Kìa, lên cái con đẹp rồi. Kìa. Đi thẳng ra. Con đấy mã 60 bởi vì nhiều hàng lắm các bác ạ, nên là em cứ nhặt thoải mái luôn đấy. Mã 60 giá 370.000 con này. Các bác treo như này cũng được chứ. Kia đây, đấy đây con anh tay anh đang cầm là có mã rồi. Anh để ý là có thấy là có mã hết. Đây nhá, con này treo này các bác này. Con này là gỗ kháo. Con này là gỗ kháo. Đấy, liền thân liền khối luôn. Các bác đặt để trồng sen đá cũng được, treo cũng được nhá. Cứ ở đấy lên bên xuống bên này luôn, xuống đằng sau luôn. Lên tiếp con này là mã số 63 giá 680.000. 680.000 con này rất là đẹp luôn nhá các bác. Đây ạ, các bác nhìn lòng chậu này, cũng như kiểu dáng chậu này. Thậm chí là bạn này còn tự đứng được luôn nhá. Rất là đẹp. Hai mặt trước sau đây ạ, lòng chậu rất sâu và to này. Lên thêm một con bé. Con này mã số 20 giá 450.000. Các bác nhìn này, các bác nhìn cái lũa này. Nó cái kiểu dạng như đây, cái dáng của nó sẽ như này nhá. Đấy, cái dáng nó sẽ như này này, nó sẽ hơi giống san hô một chút, rất là đẹp luôn. Đây mặt trước sau đây ạ. Lòng chậu đây, con này thì bé thôi, không to đâu ạ. 450.000 cả ship ạ. Lên thêm một con găng bầu nữa này. Đây này bọn này này. Đây này mấy con này chả có. Đấy, mấy con đấy là mấy con ấy chưa lên được đấy. Mã số 49 này giá 650.000 này. 650.000 này. 650.000 con này nhá. Con này rất là đẹp luôn đấy, găng bầu này các bác nhìn. Đây em bê lên như thế này các bác nhìn nó dễ hơn này. Các bác nhìn thấy lũa nhá. Nó có rõ ràng vân luôn đấy, cái mã những cái mã hàng này đấy. Đấy rất là đẹp con này nhá. Đây các bác để đúng dáng này, chơi đúng dáng này cho em. Có bác nào thích chơi ngang này cũng được, nhưng mà cái dáng đúng của nó sẽ là như này nhá. Đó. Có rất nhiều bác là muốn là em làm, em táp cái chân để cho đứng luôn. Để ví dụ ra hoa thì các bác đặt bàn được luôn. Ví dụ đây, như này này. Đấy, táp chân, ví dụ táp chân này nó sẽ tự đứng được luôn. Hoặc là xong rồi đến mùa hoa thì mình đặt bàn. Còn hết hoa thì mình lại treo. Đó, hàng gỗ này thì rất là đẹp, yên tâm nhá. Lên thêm con 62, em sẽ lên một loạt treo, sau đó là em sẽ lên cả hàng... sẽ lên cả hàng phôi bộ combo nữa. Được, con này được, con này lên được. Mã số 62. Tiếp theo, mã số 62 này, giá bán là 580. 580 cả ship cước ạ. Nhà mình nhìn lòng chậu giúp em này.
Đó, đây là treo này. Đây, đây treo lên nó sẽ như này nhá, cái dáng nó như này. Thực ra các bác ạ, những cái hàng này các bác cứ đắp vỏ thông vào đây, trồng cây vào đây là cái nào cũng có dáng, cái nào cũng đẹp luôn ạ. Chỉ cần cái phần trên này trồng không vướng và cái lòng chậu sâu một chút thì là các bác ghép cái gì lên cũng đẹp nhá. Đó. Chẳng qua là nhà mình già, nhà mình tốt hay là già nhà mình yếu thôi thì mình chơi những con nhỏ hay là con to thôi. Chứ còn lại là những cái này em ghép đều là để ghép lan hết, nhưng các bác không lo đâu. Lên tiếp một con này cũng sầm đỏ này, mã số 58. Mã số 58 có cái dáng hình như này này các bác này, như là cái cánh chim ấy. Đấy nó như này này. Đó. Con này 58 giá bán 580.000, 580.000 đằng sau đây. Đấy, to nhá, bạn này thì to nhưng không nặng đâu. Cái gỗ sậm đỏ này nó không nặng đâu các bác ạ. Được cái là cái lòng rộng, lòng chậu nó rộng ạ. Đấy, em quay sang một chút nữa cho các bác nhìn nó dễ hơn này. Đấy, dừng lại một chút nhá để nhà mình nhìn nó được kỹ hơn một tí tẹo. Yên tâm ạ, bán là chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Đấy, các bác mà chưa tin lắm ấy thì nhà mình vào Zalo để xem thêm hàng. Trông lên cao một tí nữa. Mã số 64 giá bán là 460. Từ từ anh ơi, anh lên cho em con găng bầu kia đi. Ở kia có một con nữa. Đấy, con hình ngọn núi ấy. Con này mã số 64 giá bán là 460.000. Con này gỗ kháo rất là xinh ạ. Đây ạ, rất là xinh các bác nhá. Các bác nhìn qua cho em ạ. Đấy, nhìn qua ngang dọc giúp em này. Rất là xinh ạ. Vừa tay nhẹ nhàng không bị nặng đâu ạ. Đấy, không bị nặng nhá. Các bác nào với tiêu chí là thích hàng sâu một chút, nhỏ một chút mà nó bền thì là các bác chơi dòng này cho em này. 460.000 cả ship ạ. Đó, một tiếp này. Lên con này. Được rồi, anh lên hàng bộ được rồi. Con này là mã số 32, mã số 32 giá 750.000. 750.000 con này cực kỳ xứng đáng và đẹp luôn các bác nhá. Đây em bê sai các bác nhìn này. Các bác nhìn những cái chỗ mà nhà em đánh viền chậu này rất là kỹ và nổi vân luôn cho nhà mình nhá. Làm kỹ cho các bác luôn. Hàng này là hàng làm kỹ rồi, không phải là hàng làm kiểu như chỉ chắp ghép vào đâu ạ. Đấy. Đây đằng sau nó như một cái ngọn núi, nó có những cái phần sụn như thế này nhá. Đấy, gân sụn lũa đặc trưng của găng bầu. Các bác có thể đặt cái dáng như thế này cũng được này, dáng L như thế này cho em cũng được này. Hoặc đặt dáng thẳng như này cũng không sao hết, nói chung là nó sẽ được rất nhiều dáng. Mà con này to nhá, 750.000 cực kỳ xứng đáng ạ. Qua mẫu. Liên tiếp vào những cái bộ hàng combo này. Bây giờ thì sẽ là một bộ combo hàng mini. Nó cũng không mini quá đâu các bác ạ, nó cũng vừa vừa, nó tầm khoảng độ 40 phân, 45 phân. Đấy, bộ này mã số là 77, giá bán là 360.000. 360.000 sẽ gồm có 6 cây các bác nhá. Bộ này chốt nhanh hộ em luôn, đẹp luôn nhà mình ạ. Gọi điện ngay cho em để chốt mã này nhá. Một con này, hai con này, ba con này. Đấy, ba con này. Lên rất là nhanh. Bác nào mà theo dõi nhà em nhiều rồi thì không cần phải xem hàng này quá kỹ đâu. Bởi vì cứ chỉ cần nói với em mà lên hàng mini hay là hàng to hàng nhỏ là sẽ có ngay, có đầy đủ luôn. Đấy. Hàng này có bán nhiều một chút, bán giá cân các bác nhá. Đấy, con thứ 6 đây này. 6 con. Bộ tiếp theo. Bộ tiếp theo là mã số 70 ạ. Mã số 70 700 à xin lỗi. 370 ạ, 370 nhá các bác nhá. Xin lỗi đọc nhầm ạ. Em đọc lại này. Mã số 70 giá 370.000 4 cây. Đấy. Đây các bác nhìn này. Những con này treo thoải mái rồi. Đấy, treo thoải mái luôn mà rất là nhẹ nhàng, không bị nặng đâu. Đấy, nhưng nhà mình yên tâm nhá. Gỗ đỏ đẹp mới này. Em sẽ quay sát cái da lũa cho các bác nhìn luôn nhá. Rất là đẹp. Con này còn có cái hỗn mà có cái tay treo luôn này. Bác nào thích cái hàng như thế thì nó hợp lý này. Con này bỏ vào chậu cho em đi. Đấy, hàng này là hàng nhỡ, bỏ vào chậu này đấy. Các bác nhìn này, rất là xinh. Em còn cắt một chút đế cho nó phẳng thì là để cho các bác ghép vào chậu. Đây là con này là con thứ tư à? Con thứ tư này, bốn con nhá, bộ này bốn con này. Lên tiếp bộ tiếp theo. Bộ này mã số 78, anh lên xem con ấy này nhá, con đen này nhá. Mã số 78, tiếp theo, 78 là giá là 320. 320 4 cây cả nhà ơi, 320.000 4 cây ạ. Đây hai lên hai cây đầu tiên đây. Đây các bác nhìn này. Cái dáng lũa, cái da lũa này rất là mịn nhá, hàng đồi nhà em đã rửa rất là sạch rồi. Chỉ có chẳng may có con nào mà nó còn sót lại thôi, chứ còn hầu như là rất là chú trọng về cái vấn đề rửa. Đấy. Tiếp này. Những con này là những con treo đây, các bác treo như này đều nó thành một cái giỏ này. Đấy, hoặc là bỏ vào chậu đều được nhá. Đây, con 78 này, mã 78 tiếp theo đấy, vẫn là của cái mã 78 đấy, 4 cái đấy. 4 cái nhá các bác nhá. Đó, rồi. Em lên một con gỗ kháo. Con gỗ kháo rất là đẹp, nói chung là đẹp cả hai mặt luôn. Bác nào mà thật ra là đặt bể cá con này thì cũng rất là hợp, mà trồng lan thì cũng rất là hợp vì nó cũng tự đứng được luôn này. Các bác không cần phải mua cái hàng mà mình đã làm sẵn rồi đâu, thì cái giá thành nó sẽ bị cao hơn. Em lên con này mã số 71, giá bán sẽ là 690.000 con này cả ship. Hơi nặng một chút các bác nhá. Cái chiều cao ở đây là nó rơi vào cao cao khoảng cỡ tầm 70 mà ngang cũng tầm 70 luôn. Đây là một mặt này, các bác nhìn cái lũa của nó này. Đấy, cái lũa của nó rất là đanh luôn nhá. Đấy. Quay mặt này nữa này, mã số 71. 690. Em mời nhà mình cứ vào Zalo đi, nhắn tin cho em đi nhá. Số điện thoại của em đọc lại lần nữa nhá. 0983 185998. Xuống xuống xuống.
Thì là em sẽ chụp ảnh lại, nếu ví dụ như con to hàng em chụp ảnh lại luôn cho các bác, còn những cái bộ combo nhỏ nhỏ thì em xin phép em không chụp lại được, thì các bác cứ xem kỹ giúp em. Còn đi hàng là sẽ cọc một chút coi nhá. Đấy. Còn hàng yên tâm chất lượng lắm các bác không lo đâu. Em lên con này nữa này, con này 76 giá bán 350.000. Một con thôi có 350.000 thôi. Chốt ngay mã này đi, không phải cái nào nó cũng có nhiều cái tay chạc như này đâu các bác ạ. Các bác nhìn xem nó xùi xì như này. Không cần phải xem dáng nhiều luôn, mà cứ con nào xùi như này các bác cứ chốt cho em. Bởi vì không có nữa đâu. Không có những con như này nhiều đâu. Nếu mà nó là cái hàng đại trà thì mình không nói. Thế nhưng mà sẽ không có những con nào mà nó xùi xì nhiều này đâu. Nó toàn thẳng thẳng đấy các bác. Nếu bác nào mà theo dõi là biết đấy. Đấy, con này 350.000 chốt được nhá. Liên tiếp bộ này là bộ số 79 330 4 cây. 79 330 4 cây. Đấy, những con nào mà có mã như thế này thì các bác cứ đọc mã cho em thôi là lên mã luôn ạ. Đấy, lên mã luôn cho các bác này. Là có mã chuẩn chuẩn y hình luôn. Còn bác nào mà xem mà nó chưa kỹ lắm, nhiều bác thì ví dụ thắc mắc là em phải xem lên nhanh thế. Bởi vì là bây giờ rất nhiều mã mà mình lên chậm thì cũng không được. Thế nên em bắt buộc em phải lên nhanh, mà lên nhanh thì các bác mà chưa xem được ấy thì các bác cứ tua đi tua lại cho em. Đấy, con này là vẫn là 79, hai con tiếp theo của 79 này. 79 đây có 4 con nhá. Đấy, cái nhà mình cứ tua lại, không nghe rõ thì cứ tua lại cho em. Còn thực ra là em tư vấn rất là chuẩn nhá. Anh lấy cái bộ dễ nghiến lên cho em. Bộ này mã số 69 cho em nha. Bộ này mã số 69 giá bán là 300.000 hai cây. 300.000 hai cây. Rất là dài nhá. Con này ghép ngang như này cũng được này, ghép thẳng thân thẳng ngang hoặc là ghép dọc như thế này. Đấy. Tùy ý các bác nhá. Nói chung là nó sẽ được rất nhiều dáng mà nó là hàng to luôn đấy ạ. Không phải hàng bé đâu, dài hơn mét luôn. Con này thì là hàng bé này, bé hơn một chút. Đấy, 300.000 hai con. Hàng này nó thật sự với các bác là đóng đi rất là cồng kềnh. Còn nếu như mà bác nào mà mình mua mà mình gửi xe khách ấy, mình ở quanh quanh cái khu vực gần gần đây bán kính nó không bị xa lắm ấy, mà mình gửi xe khách được ấy, thì cái chi phí nó sẽ giảm đi, em sẽ bớt tiền hoặc là em sẽ bù hàng mà nhá. Mã số 75 tiếp theo là sẽ gồm có ba cái dễ nghiến ạ. Ba cái dễ nghiến tay treo nhá. Giá bán là 360.000. Ở đây có một con này rất là đẹp rồi này. Đấy, một con này rất là đẹp nhá các bác nhá. Tay treo. Treo như này hoặc dựng lên như này thì tùy ý các bác nhá. Đấy, bác nào mà xem cảm thấy hợp lý thì chốt này. Treo này. Treo xoắn này. Đấy, treo xoắn như này nhá. Tiếp này. Con này nữa này. Con này tay treo luôn này các bác này, rất là đẹp, rất là xinh này. Đấy, treo kiểu gì cũng được nhá. Tùy cả nhà. Cái này thì nó sẽ được rất nhiều dáng. Mà cái này nó không nặng lắm vì là bé. Xem nào, anh nhắc cho em vài con. Xem con nào. Xem con nào cũng được, con nào có giá này cũng được. Lên thêm con này 64 này, 64 370. Con này nhá, cả ship rồi. Bởi vì tính ra riêng một con như này tiền ship rơi vào khoảng độ cỡ tầm 60.000 tiền ship. Với cả 70.000 tiền ship thì nó cũng không được bao nhiêu tiền đâu các bác ạ. Nên là các bác mua nhiều thì em sẽ bớt tiền nhá. Hoặc là em sẽ tặng quà cho các bác. 64 370 một con này. Lại còn công làm nữa ấy. Xem nào. Đưa em lên vài con nữa thôi anh. Lên con đấy. Mã này mã số 46 giá 400.000 này. 400.000 con này. Trông như là con vịt đi các bác ơi, cái đầu ơi. Đấy, 400.000 con này nhá. Em lên nhanh, em vừa có cuộc điện thoại qua máy nên em vừa phải vào bấm đấy. 400.000 con này nhá. 400.000 này. Lên tiếp con này đi, nốt con này thôi. Ở kia hình như còn bộ nhỏ nhỏ phải không anh? Thôi bộ ấy vứt đấy đi. Con này mã số 54 này, 54 giá 750.000. 750.000 con này to quá nhá. 750.000 con này rất to. Anh cứ ở đấy đã, để dọn đống kia vào, nó bương bừa quá. Đây. Đây là hàng to nhá. Đấy, các bác nhìn cái lòng chậu giúp em đi ạ. Đấy, quay rất là kỹ, kể cả da lũa các thứ hay là hình thức quay rất là kỹ nhá, 750.000. Nói chung là hàng tầm 6-700 là hàng to rồi các bác ạ. Để em chuyển sang cái mẫu khác cho các bác xem. Em lên một cái mã này là mã hàng cao một chút các bác nhá. Hàng này cao to mà tự đứng được luôn đấy ạ. Anh xoay một vòng cho em xem ấy. Em xoay sẽ quay lại gần cho các bác xem. Con này thì các bác phải gửi ảnh cho em rồi, vì em chưa kịp làm mã đâu. Rồi đứng im để các bác xem đã. Đây, xem mặt sau này các bác này. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Nó cao chắc cỡ tầm mét mét rưỡi tầm đấy, xoay đi. Không cần chân đế luôn, tự đúng luôn các bác nhá, tự đúng luôn đấy ạ. Đây, em quay gần hơn cho các bác xem này. Rồi anh giữ nguyên đấy. Tay cảnh đàng hoàng luôn. Con này to cao các bác nhá. Bác nào thích con nào thì chụp ảnh lại gửi sang cho em nhá. Anh kéo con này sang đi. Cho tiếp những con kia lên đi. Kéo gọn nó vào cái. Đấy, đẹp lắm. Con này dạng cột này, bác nào mà thích ghép là hợp lý luôn này. Đó, rồi, anh kéo cân đùi đây tí anh, kéo ra giữa đi. Rồi, cho em hai con này lên. Lên tiếp này, em làm trong cân luôn các bác. Cái đoạn này thì các bác nhớ chụp ảnh lại cho em nha. Không mà nhớ lại nhầm lẫn ạ. Bạn này là, xem nào, 17 cân ạ, 17 cân. Cầm lên đi anh. Đấy, 17 cân găng bầu nhá, con này là gỗ găng bầu nhá, xoay một vòng cho em ấy.
Rồi, cứ xoay đi, xoay chậm chậm thôi. Ở đây rồi, dừng cho các bác xem lại đã, xoay tiếp nào. Hộ em cho làm ngang ra, làm ngang đầu này xuống. Đấy, làm ngang ra xem. Rồi hơi ngửa cái mặt lên một chút, hơi đây lên cuộn lên. Cuộn lên tí nữa. Đấy, rồi, con này các bác nào chơi bể cá cũng rất là hay nha. À, găng bầu nó chung là đập đấy các bác ạ. Con này là 17 cân. Bạn này em giao lưu với nhà mình là 750.000 nhá, 750.000 con này nhá. Con này mà là 17 cân này, 750.000 rồi hạ xuống đây ngay lên tiếp con khác. Lên con gỗ sập đỏ đi. Được rồi, cứ thả tạm mới đã, không có lâu. Lên tiếp, bạn này này, bạn này là 11 cân ạ, rồi cho đứng lên nào. 11 cân con này nhá, đứng đúng cái dáng trụ thôi là được. Con này còn hơi bẩn bẩn đấy con này, xoay đi anh ơi. Đấy, 11 cân con này nhá. Bạn này em giao lưu với cả nhà mình là, bạn này là vào 400 đi, 400 bạn này nhá, 400 bạn này luôn, cao cỡ khoảng cỡ tầm 80-85. Đấy, 400.000 con này, lên đường ạ. Rồi các bác nhớ chụp ảnh lại cho em cho nó cụ thể, ok. Xuống đi, xem con này nào, con này làm chưa nhỉ? Đấy, lên thêm con này nữa, con này nữa. Đấy, con đấy, lên con này. Nào, lên thêm bạn này xem nào. Mã này là 14 cân ạ. Rồi, mã 14 cân đứng lên nào. 14 cân cho em nhé. Xoay đi. Đấy. Ok chưa các bác. Con này 550.000 nhá, 550.000 cả ship ạ. Giá này em giá báo giá bao ship rồi. Ok. Em lên tiếp con dễ nghiến này, xoay một vòng của em ấy. Con dễ nghiến ạ. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, con dễ nghiến này cực đẹp luôn, xoắn đẹp, treo đẹp luôn. Em lên tiếp con này nhá các bác nhá. Con này thì dài chiều cao mà chiều dài cao đấy ạ. Thì tầm cỡ khoảng độ 1 mét luôn đấy, chín cả hết cả cái tay đấy. Nói chung là tất cả là hết cả cái tay luôn. Bạn này thì là mã 18 cân như cả nhà nhá. Mã 18 cân. Nhớ là cái đoạn này chụp ảnh lại cho em cho nó chắc ăn nhá. Đấy, xoay một vòng cho em với. Đấy, xoay nữa đi. Đây, các bác xem cái gỗ nó như thế này cơ mà. Xoay vòng nữa đi anh ơi, để lại hiện trạng cũ đi. Rồi, anh hạ con này xuống đất, xong lại nhấc một con khác lên cân cho em để chờ đấy. Đây, em cho các bác xem kỹ hơn nha. Đấy, có tay cành luôn như thế này nha, đặt dáng nào cũng được. Đó, nói chung là những cái con tròn tròn này xoay rất là dễ. Đây nha các bác nhá. Con này này, con em đang chỉ tay này. Đấy, con đang chỉ, tốt nhất là các bác chụp ảnh lại cho em này. Con này đang chỉ tay này, em đang bán với giá cho các bác là 770.000 cả ship. 770.000 cả ship rồi nhá. Rồi, anh kéo con này sang một bên cho nó đỡ ấy. Cứ kéo sang đi. Đây là hàng phôi các bác nhá. Rồi tí xanh phải rác con đây lên cơ mới được. Chưa cân, chưa xem. Lên tiếp bạn này to đấy các bác ạ, 22 cân nha. Bạn này 22 cân rồi. Đứng xuống đất được anh ơi, đứng xuống đất cho dễ anh ơi. Rồi, xoay cho em cái. Cứ xoay chậm chậm thôi để cho các bác nhìn nó dễ. Đấy, đẹp chưa? Con này gỗ màu cam cam các bác nhá. Đấy, rồi thôi dừng lại đã. Đấy, đặt dáng trụ như này cũng được này, đặt dáng như trụ cũng được. Các bác có thể chụp ảnh lại xong xoay ngược lại cho em cũng rất là hay ạ. Bạn này 22 cân. 22 cân con này. Mã này 22 cân thì em giao lưu với cả nhà mình thì giá đâu đấy vào 790 đi. Con này 790 đi. 790.000 con này nhá. Hơi nặng một tí, nói chung là đóng hàng này sẽ rất là cồng kềnh to. Nhưng mà thôi giao lưu cái giá đấy thôi cho các bác nhá. Đấy, cao đến bụng của bạn kia anh kia đấy ạ. Rồi, xoay đặt ra sang. Tiếp nào. Xong rồi khả năng anh phải dựa sang bên này chứ anh dựa hết sang bên đấy là nó đầy quá. Lên tiếp một con nữa này. Con này là cũng không kém cạnh gì đâu ạ, 23 cân nhá, 23 cân. 23 cân. Rồi anh cho đứng xuống. Anh cho lật cái mặt kia cho em cái. Cứ lật đi, cứ lật xung quanh đi. Đấy, cho nó ngồi như thế. Nó ngồi như thế, quay cái mặt bên kia lại. Quay cái mặt bên kia lại, đúng rồi. Đấy. Xem kỹ các bác nhá. Cái này các bác đặt đứng cũng được, đặt dọc cũng được. Đây là đặt dáng nằm ngang này, rồi anh cho đứng lên cho em đi. Cho đứng lên đi. Chân chạm đất đây, chân này chạm đất. Ok, kéo lui ra tí. Đấy. Rồi, bạn này 23 cân các bác nhá, 23 cân. Con này khá to và nặng, nói chung là tương đối nặng. Em giao lưu với cả nhà bạn này 850, 850 cả ship, ok. Rồi, kéo ra. Tiếp nào. Con nào cũng được, cứ anh bê được được. Toàn con đẹp luôn, đến tiếp con này đây mặt sau đúng không, này đẹp như này cơ mà. Rồi, tiếp đây, tiếp con này là 19 cân. 19 cân, ok, đứng lên nào. 19 cân. Đấy, đây là một dáng này. Đây là một dáng các bác nhé. Các bác ngắm kỹ cho em là đây là một dáng này. Chiều cao đâu đấy vào khoảng cỡ tầm 1m1. Rồi anh xoay ngang đầu này xem.
Đây này, cái này đầu này đúng rồi, đấy chạm đất. Đúng rồi. Đấy, đặt ngang này cũng được cho các bác nhá. Nói chung là em thấy đặt kiểu dáng đầu tiên đấy thì hợp lý hơn. Xoay mặt kia cho em với. Anh đặt lên đứng lên như vừa rồi đi, nó sẽ đẹp hơn đấy. Chống cái bàn này xuống, đúng rồi. Đấy, đặt như này là đẹp nhất các bác nhá. Xoay đi, xoay cho em nốt mặt kia lần nữa đi. Chụp ảnh lại cho em. Con này em, con anh ấy đang cầm ở trên tay đấy ạ. Thì em giao lưu với cả nhà. Bạn này thì giá là 950 nhá. 950 cả ship ạ. 950 cả ship các bác nhá. Là lên tiếp một con trụ đứng sậm đỏ nữa này. Cái này bác nào trồng lan đơn giản thì cũng là giá rẻ luôn các bác nhá. Xem bao nhiêu cân nào. 12 cân, chưa được 12 cân. Rồi đứng lên đi anh ơi. Đấy, đứng một dáng này thôi. Rồi xoay đi. Xoay đi anh ơi. Bạn này em giao lưu với cả nhà mình 390 cả ship. Được chưa ạ? 390.000 cả ship. Chụp ảnh lại cho em nhá. 390 thôi. Xoay cho em xin mặt kia nào. Xoay nữa đi. Rồi dừng lại một chút. Đây các bác nhá, mặt này đẹp hơn này. Đấy, các bác nào mà trồng đơn giản chỉ cắm cây vào chậu là trồng, thế là ổn nhá. Gọn vào nhá anh em, gọn vào. Ra nhá. Xoay nào. Lôi vào đã. Xoay lại mặt đi. Xoay mặt rồi. Xoay lại mặt đi. Xoay mặt rồi. Ồ. Em lên mẫu này nó là mẫu VIP đấy các bác ạ. Thứ nhất là nó là hàng liền khối này. Thứ hai là nó siêu nặng các bác ạ. Nó là gỗ kháo nhá, hàng siêu nặng. Em phải nhấn mạnh như vậy vì em vừa cân nó rơi vào 70 mấy cân cơ. Đấy. Nhưng mà được cái lũa thì đẹp. Thật sự là không dám cho lên đôn nữa. Con này cho lên đôn nữa thì nặng quá. Em bán như vậy thôi về. Bác nào mà mình đặt ang ấy, đặt ang nước thì rất là đẹp nhá. Bởi vì cái khoảng cách từ đất cho lên đến cái cành kia thì là nó đã rất phù hợp để nhà mình thả nước rồi. Gắn gáo dừa nhà mình thích gắn chậu cũng được. Cái này thì không ảnh hưởng gì nhá. Thay đổi thì em có thể làm theo yêu cầu của khách. Bạn này thì chiều cao là 1m05, chiều rộng là 95 và chiều sâu là 62. Đấy, mã số sẽ là 564. 564. Mời nhà mình vào Zalo thì em sẽ tư vấn nó được kỹ hơn cho cả nhà mình luôn nhá. Các cái mẫu này sẽ được rất là kỹ luôn. Nói chung là mẫu này thì yên tâm về chất lượng nhá các bác nhé. Không có gì để mà phải bàn về chất lượng nữa. Mình sẽ cùng nhau bàn về giá thôi ạ. Mã số 564 ạ.